Rồi anh em thì hôm nay mình có trải nghiệm con mũ FF70 của HTC. Thì mình có thấy thì nhìn vào bên trong ấy thì phần mọi người cảm thấy là phần mút khá là dày và mọi người sẽ nghĩ là đội mũ phun phay khá là nóng rồi. Nhưng mà khi mình vừa trải nghiệm ấy thì mình cảm thấy là cái phần nó chỉ bị đè một chút ở cái phần gò má của mình này. Tại vì cái phần mút ở gò má nó khá là dày để nó giữ cho mình cho anh em mình có cái độ an toàn nhất định khi mà bị sự cố. Còn phần vào phần bên trong ấy ở cái phần khoang tai này mọi người nhìn thấy này, nó khá là rộng, khi mình đội vào nó chỉ bị đè một chút ở đây thôi, còn phần bên trong này khá là mát nhá, mình cảm nhận rõ được cái luồng gió mà nó thổi vào luôn, không nó sẽ không bị bí như mọi người thường nghĩ đâu. Tiếp theo thì mọi người cũng có thấy là cái phần nót của dòng này đội vào nó khá là cứng, nhưng mà cái dòng mút cứng như thế này ấy, thì nó sẽ đem lại cái sự bền bỉ cho cái phần nót mũ bên trong của mình có thể sử dụng rất là lâu dài. Tiếp theo ấy thì đến cái phần kính này. Phần kính này mình cũng vừa trải nghiệm luôn thì góc nhìn của nó gần như là tận cuối cùng của cái phần mắt của mình. Nó khá là sâu ấy. Đây, cái phần mắt mình đội vào nó sẽ ở cái phần đầu mình sẽ ở tận bên ngoài như này. Thì cái phần này khi mà cái phần cuối mắt của mình nhìn rộng, cái tầm nhìn của mình sẽ khá là sâu đấy. Thế hết phần kính luôn. Để nói về cái trọng lượng của cái dòng mũ FF70 này thì con này được cấu tạo bằng sợi thủy tinh. Cho nên là nó khá là nhẹ, nhẹ hơn tận 100 gram so với các dòng mũ bằng nhựa nguyên sinh trên thị trường. Tuy mọi người nghĩ 100 gram nó quá là nhỏ đúng không? Nó không đáng kể, nhưng mà khi mình trải nghiệm đội lên đầu ấy thì mình đi một đường dài, một tour dài thì mình cảm giác nó sự khác biệt. Với những cái người mà bị tiền đình ấy thì khi mà đội cái mũ quá là nặng ấy, đi đâu dài mọi người không thể đi dài được. Nó rất là đau đầu. Tiếp theo thì là cái phần khóa của chiếc mũ F70 này thì nó là khóa D-ring, nó được làm từ phần thép không gỉ cho nên là nó khá là an toàn và bền bỉ khi mình đi gặp những cái trường hợp nguy hiểm hay là sự cố bất ngờ thì nó vẫn giữ được sự an toàn, không bị bung ra cho mình trên cái tai nạn.